Cậu má. Trời ơi, sắp tới giờ quay đến nơi rồi mà Minh Châu còn ngồi đó coi. Không biết là email của fan hâm mộ hay là bạn trai đây. Trời ơi, bậy bạ không mà, không nhìn thấy hả? Đây là cái giao diện rất là quen thuộc của trang web Món Ngon Mỗi Ngày đúng không? Rồi. Hay quá, chứng tỏ là ít vào Món Ngon Mỗi Ngày.com lắm đúng không? Dám đâu coi hàng ngày luôn á. Mà Khôi còn biết là rất là nhiều các bạn khán giả mà gửi về những yêu cầu của chương trình chúng ta đó. Có sẵn đây nè. Nói ra có liền luôn. Có liền luôn. Đây nè, có một vị khán giả, xin lỗi khoan đã. Chào các bạn quý vị khán giả đã. Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đây là yêu cầu của một bạn gái. Có động lực không? Có liền. Bạn ấy nói muốn chế biến một món ăn với củ sắn bởi vì gia đình ít khi ăn thực phẩm này. Mà nghe nói là củ sắn rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là có lượng nước rất là cao cho nên là có thể ăn được trong những ngày nắng nóng. Thêm nữa là bạn gái này muốn đổi món cho bữa cơm gia đình bởi vì là bạn ấy muốn có thêm một cái món ăn gì đó có cái hương vị mới mẻ. Thấy chưa, bao nhiêu đây yêu cầu. Bắt đầu thấy khó rồi đó. Nhưng mà không sao, không sao. Đã có Khôi ở đây rồi, rất là tự tin và sau một hồi suy nghĩ trong tích tắc, Khôi đã có ngay một món dành cho bạn khán giả nữ đó và cũng giống như là cho Minh Châu ngày hôm nay để thưởng thức. Thiệt á hả? Món gì vậy? Đó là củ sắn xào thịt. Đến với món ăn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các nguyên liệu sau đây: 150g thịt nạc dăm, 50g bông hẹ, hành ngò khoảng 1/3 củ cà rốt, 200g củ sắn, hành tỏi băm, các gia vị nêm nếm thông thường và cuối cùng đó chính là hạt nêm Ajinomoto. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ làm phần thịt nạc dăm. Bắt đầu là chúng ta sẽ cắt mỏng nè. Thịt nạc dăm chúng ta phải chọn cái loại thịt đầu vai. Các bạn phải lưu ý là chọn cái phần thịt nào mà nó có một tí xíu mỡ vô nữa. Khi mà chúng ta xào lên á thì nó sẽ rất là mềm và cái thịt không bao giờ bị khô. Cắt thành từng lát mỏng nè. Chúng ta sẽ ướp khoảng 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, cuối cùng đó chính là một muỗng cà phê hành tỏi băm. Trộn đều lên, chờ cho nó thấm. Và bây giờ thì Khôi sẽ chuyển qua làm phần rau củ, cắt ra những cái đoạn khoảng 2 phân thôi. Bông hẹ thì chúng ta sẽ cắt thành những khúc 3 phân. Củ sắn này chúng ta sẽ cắt ra thành những cái lát vuông. Châu có biết là bí quyết của Khôi làm như thế nào để chọn củ sắn cho ngon không? Không biết, làm sao chọn? Đó, chọn củ sắn già. Già. Chắc củ. Chắc củ. Nặng tay. Nặng tay. Đó, không có xốp nè. Đó, thì bảo đảm mà xào lên nó sẽ có độ giòn và ngọt. À, quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ lựa củ sắn già nè, cầm chắc củ và nặng tay. Như vậy thì củ sắn sẽ không bị xốp và chúng ta có thể làm một món xào rất ngon vì củ sắn rất giòn và rất ngọt ạ. Củ cà rốt cắt lát ra. Rồi, vậy thì bây giờ là chuẩn bị đã xong rồi, nổi lửa lên thôi. Chảo nóng nóng một tí, cho một tí xíu dầu ăn vô. Rồi, cho một tí xíu hành tỏi vào cho nó thơm nè. Cho thịt vào xào. Đẩy ra cho nó đều bề mặt nè. Đó, chứ không là thịt nó sẽ chín đúng không? Đúng rồi, cho nó đảo lên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cà rốt nè. Xào lên. Cho tiếp củ sắn. Thôi. Cuối cùng cho nửa muỗng hạt nêm Ajinomoto vô nữa. Khôi đã có chuẩn bị sẵn một cái chén nước nè. Chúng ta cho vào tầm 1 muỗng rưỡi canh. Cho bông hẹ vô trước. Tại vì bông hẹ là lâu chín hơn hành đúng không? Rồi, cũng tiếp tục lại xào tiếp luôn. Đúng không? Rồi, đảo đều lên. Rồi. Cho vào hành. Rồi, sóc chảo. Rồi. Rất là hấp dẫn nha. Khôi bày ra dĩa bông hẹ nè, rồi thịt heo nè, đó sắp xong rồi, chỉ cần bỏ 2 miếng ớt này vô thôi, cho ít bông hẹ, 1 ít cà rốt. Châu cảm ơn Khôi. Đó, ngon chưa, hấp dẫn chưa? Nhìn thì cũng hấp dẫn rồi đó, nhưng mà Châu nghĩ là nếu mà có một cái món nước chấm phù hợp nữa thì sẽ ngon hơn. Thủ sẵn rồi, một chén nước tương phú sĩ với lại vài lát ớt. Thế này thì mới đủ bộ đúng không? Đúng rồi. Giận quá. Ồ, mặt hình sự quá.
Cảm ơn Khôi nha. Mày quá. Cái này là Châu cảm ơn Khôi thay mặt cho khán giả đã gửi yêu cầu về website của chương trình. Cảm ơn Khôi. Và quý vị khán giả thân mến, khi mà Minh Châu thưởng thức món ăn này thì có lẽ cái điều đầu tiên cảm nhận là vị ngọt của món ăn. Vị ngọt từ rất nhiều các nguyên liệu, từ thịt nè, từ củ sắn nè, từ bông hẹ nè. Và cái vị ngọt tự nhiên của hạt nêm Achingon cũng hòa quyện vào, làm cho món ăn vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Và lúc nãy á, Châu nghe Khôi nói là thịt đầu vai á thì mềm, không bị khô. Đúng rồi. Còn hơi nghi nghi một chút, nhưng mà ăn xong rồi thì cảm thấy ngay là Khôi nói rất chính xác. Quốc Khôi, một đầu bếp trẻ luôn luôn mong muốn nhận được những cái thử thách mới từ quý vị khán giả để có thể trau dồi thêm nghề nghiệp của mình. Và bản thân Minh Châu cũng như vậy, từ những yêu cầu của khán giả thì chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và chúng tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều bởi vì chúng tôi biết là quý vị khán giả luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Hãy truy cập ngay vào website mongonmoinghay.com để có thể theo dõi lại chương trình hoặc là gửi những yêu cầu về cho chúng tôi quý vị nhé. Bên cạnh đó thì chương trình vẫn giữ hai kênh liên lạc quen thuộc để quý vị khán giả có thể gửi những yêu cầu về cho chúng tôi theo hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc là số điện thoại 0838237557 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Bây giờ thì Minh Châu cũng muốn thưa với quý vị là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đang có một cuộc thi rất là dễ thương, đó là từ nay đến ngày 12 tháng 10 mời quý vị tham gia cuộc thi trổ tài với Món Ngon Mỗi Ngày với trị giá giải thưởng chung cuộc 30 triệu. Và bây giờ chúc mừng 4 bài dự thi chiến thắng tuần 1. Còn bây giờ thì Quốc Khôi và Minh Châu phải chào tạm biệt quý vị rồi. Rất mong là quý vị sẽ thực hiện thành công món củ sắn xào thịt ngày hôm nay. Xin chào ạ.